Sống đúng, sống đẹp. Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Faustina. Thứ Tư, 23 tháng 2, 2022. Tập 72. Từ số 1312. Số 1312. Chúa Giêsu hôm nay đến cổng chính dưới hình dạng một thanh niên nghèo khổ. Người thanh niên gầy guộc, đi chân không và để đầu trần, với y phục tả tơi, lạnh cóng vì trời lạnh và mưa. Người xin của gì để ăn? Thế là tôi xuống bếp, nhưng không tìm được thức gì ở đó cho người nghèo. Nhưng sau khi tìm tòi một lúc, tôi cũng kiếm được một ít cháo, rồi đem đi hâm nóng. Sau đó bỏ vào một ít bánh mì, rồi đem cho người thanh niên nghèo khó, và người đã ăn. Khi tôi đem bát cháo cho anh cho tôi biết anh chính là Thiên Chúa Trời Đất. Khi tôi nhận ra Chúa, người liền biến đi trước mắt tôi. Khi trở vào và suy tư những điều đã xảy ra ở cổng, tôi được nghe những lời này trong linh hồn: Hỡi ái nữ của cha, những lời tốt lành những người nghèo khó chúc tụng cha khi rời khỏi cổng đã thấu đến tai cha, và lòng trắc ẩn của con trong phạm vi đức vâng lời đã làm thỏa lòng cha. Và vì thế cha đã từ ngai tòa của cha xuống đây để hoan hưởng những hoa trái lòng nhân ái của con. Số 1313. Lạy Chúa Giêsu của con, giờ đây mọi sự đã tỏ tường cho con, và con hiểu tất cả những gì vừa xảy ra. Tôi ngờ ngợ và tự hỏi, người thanh niên nghèo khó này là ai mà lại chiếu tỏa đức độ khiêm tốn dường ấy? Từ lúc đó trở đi, tâm hồn tôi dạt dào một tình yêu thương tinh rồng đối với những người nghèo khó cùng túng. Ôi, tôi hạnh phúc biết bao vì được các bề trên đã giao cho một công tác như thế. Tôi hiểu ra, lòng yêu thương có muôn hình nghìn trạng. Ta có thể làm điều phúc ở mọi nơi mọi lúc. Một tình yêu nồng nàn đối với Thiên Chúa luôn nhìn thấy chung quanh những cơ hội để chia sẻ qua hành động, lời nói và cầu nguyện. Bây giờ, lạy Chúa, con hiểu những lời trước đây ít lâu Chúa đã phán bảo với con. Số 1314. Ôi, tôi phải nỗ lực biết bao để thực hiện những phận sự khi sức khỏe yếu nhược. Lạy Chúa Kitô, chỉ có Chúa biết điều này mà thôi. Số 1315. Trong những lúc cô đơn trong lòng, tôi không mất bình an, vì biết Thiên Chúa chẳng bao giờ phụ rẫy một ai, trừ khi chính linh hồn ấy tự cắt đứt mối liên kết tình yêu bằng sự thất trung của mình. Tuy nhiên, mọi thụ tạo không trừ ai đều lệ thuộc vào Thiên Chúa và được quyền năng của người giữ gìn. Một số ở dưới luật tình yêu, một số khác ở dưới luật công bình. Ở dưới luật nào là tùy chúng ta lựa chọn. Bởi vì không ai bị khước từ sự trợ giúp đầy đủ của ân sủng. Tôi không nao núng vì tình trạng bị ruồng rẫy hiển nhiên của tôi. Tôi xét lại bản thân kỹ lưỡng để coi có phải do lỗi của mình hay không. Nếu không, khi ấy nguyện Chúa được chúc tụng. Số 1316. Ngày 1 tháng 10 năm 1937,
Hỡi ái nữ của cha, cha cần hy sinh được thực hiện vì tình yêu. Bởi vì chỉ có tình yêu mới có ý nghĩa đối với cha. Những món nợ của thế gian đối với cha thật vô cùng to lớn. Nhưng các linh hồn thanh sạch có thể đền đáp bằng việc hy sinh và thực thi tinh thần nhân ái của họ. Số 1317. Lạy Chúa, con hiểu những lời của Chúa, và lượng nhân ái bao la lẽ ra đã phải giải chiếu nơi linh hồn con. Chúa Giêsu phán: Hỡi ái nữ của cha, cha biết con hiểu điều đó, và con làm tất cả những gì trong sức của con. Nhưng con hãy viết điều này cho đông đảo các linh hồn thường lo lắng, vì không có phương tiện vật chất để thực hiện hành vi nhân ái. Tuy nhiên, nhân ái tinh thần không cần những phép ban, cũng chẳng cần những kho của cải, nhưng lại rất đáng công và ở trong tầm với của mọi người. Nếu linh hồn không thực thi nhân ái dưới một hình thức nào cả, họ sẽ không được hưởng nhờ lòng xót thương của cha trong ngày thẩm xét. Ôi, chớ gì các linh hồn biết thu tích kho tàng vĩnh cửu cho chính họ. Họ sẽ không bị xét xử vì đã dùng lòng nhân ái của họ mà chặn trước sự phán xét của cha. Số 1318. Ngày 10 tháng 10 năm 1937. Ôi Chúa Giêsu của con, để cảm tạ Chúa vì bao ân sủng, con xin dâng Chúa hồn và xác, trí năng và ý chí, cùng tất cả tình cảm của trái tim con. Qua các lời khấn vọng, con đã hiến toàn thân cho Chúa. Con chẳng còn gì để dâng cho Chúa nữa. Chúa Giêsu phán bảo tôi: Hỡi ái nữ của cha, con chưa dâng cho cha cái đích thực của con. Tôi dò xét kỹ lưỡng, thấy mình đã yêu mến Chúa bằng mọi tài năng của linh hồn và không tìm được thứ gì chưa dâng cho Chúa. Nên tôi thưa lại: Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa cho con biết đó là thứ gì để con dâng ngay lên Chúa bằng một tâm hồn quảng đại. Chúa Giêsu trả lời cho tôi một cách từ ái: Hỡi ái nữ của cha, con hãy cho cha sự khốn nạn của con, bởi vì nó đích thực là sản nghiệp của con. Ngay lúc ấy, một tia sáng rọi chiếu linh hồn tôi, và tôi nhìn thấy tất cả vực thẳm khốn cùng của mình. Cùng lúc đó, tôi nép mình sát vào thánh tâm Chúa Giêsu với hết niềm tín thác, đến độ nếu như tội lỗi của mọi kẻ bị trầm đọa đều đè nặng trên lương tâm tôi, thì tôi cũng không nghi ngờ lòng thương xót của Thiên Chúa. Nhưng bằng một con tim tan nát như bụi đất, tôi sẽ gieo mình vào vực sâu lòng thương xót của người. Lạy Chúa Giêsu, con tin Chúa sẽ không ruồng rẫy, nhưng tha thứ cho con qua bàn tay thừa tác viên của Chúa. Số 1319. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã tắt thở, nhưng nguồn mạch sự sống đã vọt lên cho các linh hồn, và đại dương xót thương đã khơi nguồn cho toàn thế giới. Ôi, nguồn mạch sự sống, tình thương vô bờ, xin hãy ấp ủ thế giới và ban trọn vẹn Chúa cho chúng con. Số 1320. Vào lúc 3 giờ chiều, con hãy khẩn nài lòng thương xót của cha, đặc biệt cho các tội nhân. Chớ gì, con hãy dùng một giây lát ngắn ngủi
để dìm mình vào cuộc thương khó, nhất là nỗi đớn đau chịu ruồng rẫy trong cơn hấp hối của cha. Đây là giờ thương xót vô biên cho toàn thế giới. Cha sẽ cho con chia sẻ nỗi sầu muộn đến chết của cha. Trong giờ này, linh hồn nào nhân vì cuộc thương khó của cha mà kêu xin, cha sẽ không khước từ họ bất cứ điều gì. Số 1321. Chúc tụng trái tim rất nhân lành Chúa Giêsu, suối mạch hằng sống mọi thánh ân, nơi cư ngụ, chốn nương náu độc nhất của chúng con. Trong Chúa, con có nguồn ánh sáng hy vọng. Chúc tụng trái tim Thiên Chúa đầy lân tất của con, nguồn mặt tình yêu hằng sống vô tận, tuôn trào sức sống cho nhân loại tội lỗi và suối nguồn mọi sự ngọt ngào. Chúc tụng thương tích rộng mở thánh tâm cực trọng, nơi chiếu dãi những luồng sáng xót thương, và cũng từ đó chúng con kín múc sự sống chỉ duy bằng chiếc bình tín thác. Chúc tụng lòng nhân lành vô biên Thiên Chúa, mãi mãi khôn lường khôn thấu, đầy tình yêu thương xót muôn đời cực thánh, như một hiền mẫu luôn đoái đến chúng con. Chào kính ngai tòa thương xót con chiên Thiên Chúa, đã ban sự sống của Chúa trong hiến tế vì con. Trước tôn nhan, linh hồn con hằng ngày sấp mình, sống trong đức tin sâu thẳm. Số 1322. Chiếc bách mảnh đời con trôi dạt, giữa mịt mùng và bóng đêm tăm tối, chẳng nhìn đâu thấy bến thấy bờ, con chèo trống giữa biển khơi dậy sóng. Cơn dông khẽ nhất cũng làm con chìm nghỉm, nuốt chửng thuyền con giữa vũng xoáy nước sâu. Nếu chính Chúa không trông xem, ôi lạy Chúa, trong từng phút giây của cuộc đời con, giữa những đợt sóng gầm thét, con vẫn lướt trôi êm ả cậy trông, như con trẻ nhìn về xa xăm không lo sợ. Bởi vì Giêsu Chúa là ánh sáng của con, sợ hãi kinh hoàng tất cả bao quanh, nhưng hồn con bình an lặng lẽ hơn những đáy vực biển cả. Bởi vì lạy Chúa, ai ở bên Chúa sẽ không phải chết. Ôi lạy Chúa, tình yêu Chúa bảo đảm cho con, dù muôn vàn hiểm nguy đang vây bọc, nhưng không làm con sợ hãi khi ngước nhìn bầu trời đầy sao. Con vững tay trèo, can trường vui vẻ, với trái tim tinh ròng trắng trong. Nếu thuyền đời con lướt đi êm ả, thì trước tiên chỉ vì một lẽ: ôi lạy Chúa, Chúa là hoa tiêu của con. Con xưng ra điều này với hết lòng khiêm tốn. Số 1323. Lạy Thiên Chúa của con yêu mến Chúa. Nữ tu Faustina, phép thánh thể. Số 1324. Ôi bánh các thiên thần, con sấp mình lạy Chúa, với lòng tin, niềm cậy trông và tình mến sâu xa. Từ thẩm cung linh hồn, con thờ lạy Chúa, mặc dù con chỉ là hư vô. Ôi Thiên Chúa ẩn thân, con sấp mình lạy Chúa, và yêu mến bằng trót cả trái tim. Những bức màn màu nhiệm chẳng ngăn trở gì cả. Con yêu Chúa như các phúc nhân chốn thiên đàng. Ôi
con chiên Thiên Chúa, con sấp mình thờ lạy. Đấng đã xóa đi tội lỗi của hồn con. Đấng con được tiếp rước vào linh hồn mỗi sáng. Chúa là Đấng trợ giúp cứu độ con. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta vừa cùng với nhau đọc qua những trang nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Faustina, từ số 1312 đến số 1324. Số 1312 cho ta thấy rõ những điều Chúa nói trong tin mừng. Bất cứ điều gì anh em làm cho một trong những người bé mọn nhất của ta đây là anh em làm cho chính ta. Ai cho người bé mọn này chỉ một chén nước lã thôi, là trao ban cho chính Chúa, là giơ tay đón nhận người. Vì trong số 1312, Chúa Giêsu đến cổng chính với hình dạng một thanh niên nghèo khó. Người thanh niên gầy guộc, đi chân không và để đầu trần, với y phục tả tơi lạnh cóng vì trời lạnh và mưa. Và người thanh niên ấy xin của gì để ăn? Faustina xuống bếp nhưng không tìm được thức gì cho người nghèo. Nhưng sau khi đã tìm tòi một lúc thì Faustina cũng kiếm được một ít cháo. Chị đem đi hâm nóng, sau đó bỏ vào một ít bánh mì rồi cho người thanh niên nghèo khó, và người ấy đã ăn. Khi mà Faustina đem bát cháo cho anh ta thì anh cho biết chính anh là Thiên Chúa Trời Đất. Anh chính là Thiên Chúa Trời Đất. Và khi Faustina nhận ra Chúa thì người biến đi mất. Sau đó Faustina được nghe những lời mà Chúa nói, những lời tốt lành những người nghèo khó chúc tụng cha khi rời khỏi cổng đã thấu đến tai cha. Và lòng trắc ẩn của con trong phạm vi đức vâng lời đã làm thỏa lòng cha. Vì thế cha đã từ ngai tòa xuống đây để hoan hưởng những hoa trái lòng nhân ái của con. Faustina không biết rằng đó chính là Chúa, nhưng do lòng thương xót thúc đẩy, Faustina thể hiện lòng thương xót ấy bằng một hành vi cụ thể là cho người thanh niên ấy ăn một bát cháo có một ít bánh mì trong đó. Và khi Faustina làm với tất cả tình yêu của mình, Chúa cho Faustina biết là chính Chúa đấy. Vì số 1313, Faustina cũng ngờ ngợ và tự hỏi người thanh niên nghèo khó ấy là ai mà lại chiếu tỏa đức độ khiêm tốn như vậy. Và từ đó trở đi thì tâm hồn Faustina đã dạt dào một tình yêu thương tinh rồng đối với những người nghèo khó. Và từ đó thì Faustina hiểu ra rằng lòng yêu thương có muôn hình nghịn dạng, có nhiều cách để thể hiện, mọi nơi mọi lúc thực hành lòng thương xót. Một tình yêu nồng nàn đối với Thiên Chúa thì luôn luôn nhìn thấy chung quanh những cơ hội để chia sẻ, để thể hiện, để thực hành lòng thương xót ấy qua hành động, qua lời nói và qua cầu nguyện. Bây giờ thì Faustina đã hiểu những gì mà Chúa Giêsu đã nói trước kia với Faustina, đó là con có thể thể hiện, thực hành lòng thương xót ấy qua lời nói, qua cầu nguyện và qua việc làm. Cho nên khi mình thực sự có lòng thương xót của Chúa thì mình sẽ có nhiều cách để thể hiện lòng thương xót ấy ra cho những người anh chị em sống chung quanh mình, mọi nơi, mọi lúc và mọi cách. Số 1316, Chúa nói với Faustina rằng là ta cần hy sinh được thực hiện vì tình yêu, bởi vì chỉ có tình yêu mới có ý nghĩa đối với Chúa. Chúa cần chúng ta hy sinh, mà những hy sinh ấy phải được thực hiện vì tình yêu. Vì những việc vất vả ta làm nó sẽ không có ý nghĩa nếu nó không có tình yêu. Mà nếu làm vì tình yêu thì dù nhặt một cọng lá, cọng rác thôi cũng có giá trị vô cùng trước mặt Chúa. Cho nên Chúa nói là món nợ của thế gian đối với Chúa thì vô cùng to lớn. Nhưng ta
ta không thể lấy gì đền đáp được. Nhưng các linh hồn thanh sạch thì có thể đền đáp bằng việc hy sinh, thực thi tinh thần nhân ái của họ. Hy sinh được thực hiện bằng tình yêu, bởi tình yêu. Và số 1317 thì Chúa Giêsu nói với thánh nữ thế này: con hãy làm tất cả những gì trong sức lực của con, mà hãy viết cho những người mà cứ lo lắng rằng là mình không có phương tiện vật chất để thực hiện, để thực hành lòng thương xót. Nhớ, nhân ái tinh thần không cần có phép ban, cũng không cần kho tàng của cải, nhưng lại rất đáng công và ở trong tầm với của mọi người. Thực hành lòng thương xót bằng của cải vật chất, nếu ta không có, thì bằng tinh thần, bằng lời nói, bằng câu nguyện, gọi là nhân ái tinh thần, mà điều đó lại rất đáng công và trong tầm với của mọi người. Mà nếu một người mà không thực thi lòng thương xót, không thực thi lòng nhân ái dưới bất cứ một hình thức nào, dù vật chất hay tinh thần, thì họ sẽ không được hưởng nhờ lòng thương xót của Thiên Chúa trong ngày phán xét, trong ngày cánh chung, trong ngày họ phải về trình diện với Chúa. Nhớ, nếu không thực thi lòng thương xót, nếu không thực thi lòng nhân ái dưới bất cứ hình thức nào, dù là vật chất hay tinh thần, thì ta sẽ không được hưởng nhờ lòng thương xót của Chúa trong ngày cánh chung. Chúa nói, người đong đấu nào thì sẽ được đong bằng đấu ấy. Cho nên, Chúa khao khát rằng là các linh hồn ước gì họ biết thu tích kho tàng vĩnh cửu cho mình. Thu tích kho tàng vĩnh cửu bằng cách là phân phát, chia sẻ kho tàng đời này để được kho tàng vĩnh cửu. Còn nếu ta cứ khư khư tích trữ cho mình kho tàng đời này, nhắm mắt xuôi tay phải bỏ lại hết tất cả, và cũng chẳng đem đi được gì, kho tàng vĩnh cửu trên trời chẳng có gì hết. Mà nếu biết thu tích kho tàng vĩnh cửu cho chính họ bằng những việc lành phúc đức, thực hành lòng thương xót và những hành vi nhân ái, thì ta sẽ không bị xét xử vì đã dùng lòng nhân ái của ta mà chặn trước sự phán xét của Thiên Chúa. Chúa nói rõ như vậy. Họ sẽ không bị xét xử vì đã dùng lòng nhân ái của họ mà chặn trước sự phán xét của Thiên Chúa. Số 1318, Faustina nói: con đã dâng cho Chúa hết rồi, hồn xác, trí năng, ý chí, tất cả tình cảm của trái tim, hiến toàn thân cho Chúa, không còn gì để mà dâng cho Chúa nữa. Chúa nói con còn một thứ mà con chưa dâng. Faustina xét mình kỹ và ủa, con đâu có còn cái gì để mà không dâng cho Chúa. Chúa bảo còn một thứ nữa, con hãy dâng cho ta sự khốn nạn của con, bởi vì cái sự khốn nạn ấy mới đích thực là sản nghiệp của con. Dâng cho ta sự khốn nạn, vì đó là sản nghiệp của con đấy, đích thực. Khi đó thì Faustina thấy cả một vực thẳm khốn cùng của mình. Và lúc đó Faustina nép mình vào thánh tâm Chúa Giêsu với niềm tín thác đến độ mà nếu như tội lỗi của mọi kẻ bị trầm đọa đều đè nặng trên lưng tâm của mình, thì Faustina cũng không nghi ngờ lòng thương xót của Thiên Chúa. Nhưng bằng một con tim tan nát như bụi đất, Faustina gieo mình vào vực sâu lòng thương xót của Chúa và tin rằng Chúa sẽ không ruồng rẫy nhưng tha thứ cho mình qua bàn tay của linh mục ban bí tích hòa giải. Tuyệt vời như vậy đấy thưa anh chị em. Nếu ta còn cái sự khốn nạn của mình mà không dâng cho Chúa, thì để làm gì cho nó nặng nề? Hãy dâng lên cho Chúa và tin rằng cho dù mọi tội lỗi của thế gian này đè nặng trên mình, thì ta cũng không nghi ngờ lòng thương xót dành cho mình, mà như một con tim tan nát gieo mình vào vực sâu lòng thương xót Chúa, chắc chắn Chúa không ruồng rẫy nhưng sẽ tha thứ cho ta. Số 1319, Chúa đã tắt thở nhưng nguồn mạch sự sống vọt lên cho các linh hồn, và đại dương xót thương đã khơi nguồn cho toàn thế giới. Nhờ cái chết phục sinh của Chúa mà nguồn mạch sự sống tình thương vô bờ ấp ủ cả thế giới, và Chúa ban trọn vẹn Chúa cho mỗi một người chúng ta. Đây, thưa anh chị em, nếu có ai thắc mắc
giờ 3 giờ chiều để làm cái gì, hay là tự mình, hay tự chúng tôi nghĩ ra. Đọc lại số 1320. Nguyên văn 1320, Chúa nói với Faustina và cũng nói với mỗi người chúng ta. Vào lúc 3 giờ chiều, con hãy khẩn nài lòng thương xót của ta, đặc biệt cho các tội nhân. Chớ gì, con hãy dùng một giây lát ngắn ngủi để dìm mình vào cuộc thương khó, nhất là nỗi đớn đau chịu ruồng rẫy trong cơn hấp hối của ta. Đây là giờ thương xót vô biên cho toàn thế giới. Ta sẽ cho con chia sẻ nỗi sầu muộn đến chết của ta. Trong giờ này, linh hồn nào nhân việc cuộc thương khó của ta mà kêu xin, ta sẽ không khước từ họ bất cứ điều gì. Đấy, thưa anh chị em, 3 giờ chiều hãy khẩn nay lòng thương xót, đặc biệt cho các tội nhân. Và hãy dìm mình vào cuộc thương khó để cảm nhận được nỗi sầu muộn của Chúa. Đó là giờ thương xót vô biên cho toàn thế giới. Mà trong giờ này, bất cứ ai nhân việc cuộc khổ nạn của Chúa mà kêu xin, thì Chúa sẽ không khước từ họ bất cứ điều gì. Mà ta kêu xin nhân việc cuộc khổ nạn đau thương của Chúa bằng cách nào? Bằng chuỗi kinh lòng thương xót. Mặc dù Chúa không nói trực tiếp là kêu xin khẩn cầu bằng chuỗi kinh lòng thương xót, mà Chúa nói là nhân việc cuộc khổ nạn của Chúa mà kêu xin thì Chúa không khước từ. Ta nhân việc cuộc khổ nạn mà kêu xin Chúa, cái gì tốt hơn ngoài chính chuỗi kinh lòng thương xót mà Chúa dạy Faustina viết lại từng câu từng chữ: vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Đó là linh hồn nào nhân vì cuộc thương khó của ta mà kêu xin đấy, thì mình kêu xin bằng chính chuỗi lòng thương xót mà Chúa dạy Faustina cầu nguyện và truyền cho chúng ta cầu nguyện. Ta có thể lần chuỗi lòng thương xót bất cứ ở đâu, bất cứ giờ phút nào trong ngày, miễn là thuận lợi. Nhưng mà nếu mà có thể được thì cùng nhau họp nhau lại mà cầu nguyện. Vì ở đâu có hai ba người họp nhau cầu nguyện thì có Chúa ở giữa. Và bất cứ điều gì ta xin nhân danh Đức Giêsu Kitô thì Thiên Chúa Cha sẽ ban cho ta. Và vậy thì 3 giờ là giờ thương xót vô biên cho toàn thế giới. Thì nếu có thể được thì tại sao không cầu nguyện vào lúc 3 giờ? Còn trở ngại phải đi làm, phải là mắc công ăn việc làm hay là chuyện gì khác, bất khả kháng thì thôi, giờ khác cũng được. Một mình cũng được, ở đâu cũng được. Nhưng mà nếu mà họp nhau lại mà cầu nguyện trong nhà nguyện thì còn gì bằng. Trong nhà của mình, trong phòng của mình, trước bàn thờ thì còn gì bằng. Mà linh hồn nào nhân vì cuộc thương khó của ta mà kêu xin, mà kêu xin nhân vì cuộc thương khó thì bằng kinh nào hay hơn là bằng chính lời kinh mà Chúa dạy chúng ta cầu nguyện, là chuỗi kinh lòng thương xót. Mặc dù Chúa không bảo là kêu xin bằng chuỗi kinh lòng thương xót, mà kêu xin nhân vì cuộc khổ nạn của Chúa. Mà nhân vì cuộc khổ nạn của Chúa bằng cách nào, bằng kinh nào? Chính chuỗi kinh lòng thương xót. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Chúa nói trong giờ này, linh hồn nào nhân vì cuộc khổ nạn, cuộc thương khó của ta mà kêu xin thì Cha sẽ không khước từ họ bất cứ điều gì. Nhớ số 1320 và giải thích cặn kẽ rõ ràng như vậy để không còn ai nghi ngờ, nghi ngại hay là thắc mắc nữa. Đọc ở đâu cũng được, giờ nào cũng được, thuận lợi. Nhưng tốt nhất, lý tưởng nhất là 3 giờ chiều. Vì Chúa nói 3 giờ chiều con hãy khẩn nài lòng thương xót, đặc biệt cho các tội nhân. Và chớ gì hãy dùng một giây lát ngắn ngủi để dìm mình vào cuộc thương khó, nhất là nỗi đau đớn chịu ruồng rẫy trong cơn hấp hối của ta. Đây là giờ thương xót vô biên cho toàn thế giới. Ta sẽ cho con chia sẻ nỗi sầu muộn đến chết của ta. Trong giờ này, linh hồn nào nhân vì cuộc thương khó của ta mà kêu xin, ta sẽ không khước từ họ bất cứ điều gì. Nhật ký lòng thương xót số 1320. Mời anh chị em thinh lặng cầu nguyện cho những người chưa biết đến lòng thương xót Chúa. Cầu nguyện cho những người còn nghi ngờ lòng thương xót Chúa, còn thấy tội lỗi của mình lớn lao
hơn cả lòng thương xót Chúa, cho họ biết dìm mình và đại dương lòng thương xót Chúa. Cầu nguyện cho mỗi người mạnh dạn thực hành lòng thương xót Chúa và làm mọi việc hy sinh vì tình yêu thương. Và nhớ rằng bất cứ điều gì ta làm cho những người bé mọn nghèo khổ nhất là ta làm cho chính Chúa. Và nếu ta không thực hành lòng thương xót thì ta cũng sẽ không được Chúa xót thương trong ngày ta về trình diện với Chúa. Chúng ta cùng đọc 10 kinh trong chuỗi lòng thương xót Chúa, kinh cầu lòng thương xót của Cha và kinh tận hiến cho Chúa Giêsu, rồi lãnh phép lành và hát bài kinh lòng thương xót Chúa. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha, đấng đầy lòng trắc ân, đấng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều, con vẫn tin thác vào lòng thương xót của Cha. Bởi vì Cha là đấng xót thương, từ xưa tới nay chưa từng nghe có người nào tin thác vào Cha mà bị thất vọng. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con thông hối ăn năn, chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối. Mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi, lời Chúa Giêsu con Cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn âm u một linh hồn tin thang. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô đồng. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những phút giây buồn phiền. Giữa biển hoang mang nghi ngại, Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô đồng. Chúa biết sự yêu mến của chúng con, và giống như một danh y tôn, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen. Lạy Chúa Giêsu, từ nay chúng con xin hoàn toàn tận hiến cho Chúa. Trong bàn tay từ ái Chúa, chúng con dâng hiến trọn vẹn quá khứ,
hiện tại và tương lai của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, từ nay xin Chúa hãy săn sóc, bảo vệ, chở che gia đình của chúng con. Xin giúp chúng con trở thành những người con ngoan hiền của Chúa và của Mẹ Maria rất thánh. Mẹ Chúa, qua diện mạo của Chúa đây, xin lòng thương xót của Chúa chiến thắng mọi thế lực ác thần trên thế gian. Xin cho những ai khi sùng kính lòng thương xót của Chúa sẽ không bị hủy diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm hy vọng trong lúc sinh thì và là vinh quang của họ trong cuộc sống vĩnh hằng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em luôn được bình an. Tạ ơn Chúa. Hẹn gặp lại anh chị em trong nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Faustina. Lòng thương xót Chúa bao la dâng lên lời ca cảm tạ. Chúa ơi, cuộc đời là bê dâu, khổ đau cùng thân vọng chán trường, con tìm được đâu chốn tựa nữa. Chúa son thương, về đây con gặp được nơi Chúa là nguồn hạnh phúc và an vui. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng từ ái Chúa son thương. Về đây con tràn đầm vui sướng, dâng dào trong suối nguồn yêu thương. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng Chúa son thương nhân từ. Về đây con gặp được nơi Chúa là nguồn hạnh phúc và an vui. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng từ ái Chúa son thương. Về đây con tràn ngập dâng dào trong suối nguồn yêu thương. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng Chúa son thương nhân từ.